Các em đến với tiết học môn lịch sử trên truyền hình hôm nay. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chủ trương của Bộ Giáo dục là dừng đến trường nhưng không ngừng học tập. Vì vậy hôm nay cô và các em tìm hiểu tiếp theo bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất từ năm 1965 đến năm 1973. Trước khi đi vào bài này, cô và các em ôn lại kiến thức cũ bằng một video clip sau đây và các em phải trả lời cho cô được hai câu hỏi thứ nhất sự kiện lịch sử nào nêu trong clip trên thứ hai ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó mời các em xem clip bao nổi lên rồi từ miền Nam quê hương thân yêu từ Chi Tiên băng qua Tây Nguyên lan tới bến biển trường người vương vương cùng Đà Nẵng với Sài Gòn giờ tiếng công sụp tim muôn người. mặt trận không phơi người người đi chiến đấu sát ai bên nhau cùng cùng lên các thành phố làng rừng núi xa xôi tiếng vang rồi khắp nơi bao lên rồi như vậy qua clip này đã nói lên sự kiện gì? Các em thấy, sự kiện được thể hiện trong ca khúc Bảo nỗi linh rồi của nhạc sĩ Trọng Bằng đã nói lên sự kiện đó là cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Ý nghĩa của sự kiện đó là gì? Sự kiện trên nói lên ý nghĩa là làm lung lay ý chí châm, ý chí xâm lược của quân Mỹ, buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ và đến bàn đàm phán với ta tại Paris, ngừng ném bom bắn phá miền Bắc. Và từ cái ý nghĩa của cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân 1968, có hai vấn đề mà đặt ra cho chúng ta hôm nay, đó là Mỹ đã thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc như thế nào? Và Mỹ tiếp tục phiêu lưu quân sự bằng chiến lược mới là gì? Đó là nội dung của tiết học thứ hai hôm nay. Cô mời các em đi vào tiết học. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần 2 La Mã và phần 3 La Mã. Phần 2 La Mã là miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phóng hoại lần thứ nhất của Mỹ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1968. Phần 3 La Mã là chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1973. Cô và các em sẽ đi tìm hiểu về cái hai mục này cụ thể hơn các em đi vào mục thứ hai miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của mỹ vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1968 một nhỏ mỹ tiến hành chiến tranh bằng không quân hải quân phá hoại miền bắc phần hai nhỏ miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Trong hai phần này, ngày 31 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Bộ Giáo dục đã có chủ trương là điều chỉnh chương trình, cho nên phần này chúng ta không học. Vì vậy, cô và các em sẽ đi sang phần thứ ba. Phần Ba La Mã Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1973. Học phần này, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung cơ bản. Đó là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ như thế nào. Phần thứ hai là cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống chiến lược chiến tranh đó như thế nào. Bây giờ chúng ta đi vào phần một nhỏ. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ. Học phần này, chúng ta tìm hiểu những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất chúng ta phải biết được hoàn cảnh ra đời. Thứ hai là âm mưu và thứ ba là thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh. Các em biết rằng năm 1969, lúc bây giờ Nixon đã tiếp tục thực hiện chiến lược chiến tranh mới nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ đề ra chiến lược mang tên học thuyết Nixon và thay thế chiến lược phi mỹ hóa chiến tranh bằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Như vậy thì hoàn cảnh ra đời sẽ là gì? Đó là sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa và đông dương hóa chiến tranh bằng cách mở rộng chiến tranh ra toàn đông dương. Với cái hoàn cảnh đó, thì âm mưu của Mỹ đã thực hiện như thế nào? Các em đi qua phần âm mưu. Để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh thì chúng ta biết rằng nghị quyết của Đảng ta đã xác định rằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh là âm mưu thâm độc của Nixon. Như vậy âm mưu đó thâm độc như thế nào? Âm mưu của Mỹ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp của hỏa lực, không quân, hậu cần của Mỹ, do hệ thống cố vấn Mỹ chỉ huy. Như vậy, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, nó giống với chiến lược chiến tranh nào chúng ta đã học? Đó là chiến lược chiến tranh đặc biệt. Mà chiến lược chiến tranh đặc biệt, đó là âm mưu cơ bản là gì? Dùng người Việt đánh người Việt. Như vậy thì âm mưu cơ bản của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là tiếp tục dùng người Việt đánh người Việt. Như vậy thì chúng ta qua thử cái thủ đoạn của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đó là gì? Chúng ta đi qua phần thủ đoạn. Để tiến hành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và đạt được những âm mưu đã đề ra thì Mỹ đã sử dụng những thủ đoạn như sau. Một là tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn và rút dần quân Mỹ để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường thì lúc bấy giờ Mỹ đã rút dần quân Mỹ về nước và tăng lực lượng quân đội Sài Gòn để thay thế bằng xương máu của người Việt ở Việt Nam. Đây thực sự đó là sự thay màu da trên một xác chết. Lực lượng quân đội Sài Gòn đã tăng từ năm 1969 đến năm 1971, mỗi năm từ 50.000 quân đến 100.000 quân và đến năm 1971 là tăng dần lên đến 1 triệu 050 000 quân. Thứ hai, đó là mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Lúc bây giờ, để hỗ trợ cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc với âm mưu. Đó là phá tiềm lực kinh tế quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc. Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân ta. Và thêm một cái nữa đó là nó tìm kiếm lấy một bàn thắng danh dự để kết thúc chiến tranh và buộc ta phải chấp nhận những điều kiện do Mỹ đưa ra. Với cái thủ đoạn này thì Mỹ đã tăng cường mở rộng chiến tranh hội miền Bắc từ ngày 6 tháng 4 năm 1972. Thứ ba, đó là tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Campuchia và xâm lược Lào thì các em biết rằng Mỹ đã sử dụng lực lượng quân đội Sài Gòn như là lực lượng xung kích để mở rộng xâm lược Campuchia vào năm 1970 và mở rộng chiến tranh xâm lược Lào vào năm 1971. Phần này chúng ta đã học trong phòng lịch sử thế giới rồi. Năm 1954 đến năm 1970, Campuchia đã thực hiện đường lối hòa bình trung lập. Nhưng mà ngày 18 tháng 3 năm 1971, Mỹ đã tiến hành xâm lược Campuchia và bước tiếp theo để thực hiện cuộc phiêu lưu quân sự mới. Thứ tư là bắt tay cấu kết với các nước lớn xã hội chủ nghĩa nhằm cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đây là một trong những thủ đoạn ngoại giao sở quyệt nhất của Mỹ. Chính Nixon đã khẳng định rằng đây là một cái cú ngoại giao lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Có nghĩa là Nixon đã tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc và hòa hoãn với Liên Xô để nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Như vậy, thông qua âm mưu và thủ đoạn của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, thì chúng ta thấy rằng cái chiến lược chiến Việt Nam hóa chiến tranh này có gì giống và khác so với các chiến lược chiến tranh trước đó Mỹ được thực hiện ở miền Nam. Để tiện so sánh phần này, thì cô để đi vào cái bài tập là so sánh sự giống nhau và khác nhau đó. Mời các em đi vào bài tập. So sánh chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh với chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt. Trong phần so sánh này, cô nêu những điểm giống nhau và điểm khác nhau. Điểm giống nhau đó là nêu những điểm về giống nhau giữa ba chiến lược chiến tranh, còn khác nhau là nêu ba điểm: lực lượng, âm mưu và quy mô của cuộc chiến tranh. Như vậy, giống nhau giữa chiến lược chiến tranh của ba loại hình chiến tranh này đó là gì? đó là đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của mỹ được tiến hành bằng vũ khí trang bị kỹ thuật phương tiện chiến tranh của mỹ còn khác nhau đó là về lực lượng lực lượng chiến tranh đặc biệt tiến hành bằng lực lượng quân đội sài gòn là chủ yếu dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn mỹ chiến lược chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng quân mỹ quân đồng minh của mỹ và quân đội Sài Gòn. Việc nông hóa chiến tranh được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân hậu cần của Mỹ, có nghĩa là có sự tham gia của quân Mỹ. Về âm mưu, âm mưu của chiến lược chiến tranh đặc biệt đó là dùng người Việt đánh người Việt. Âm mưu của chiến lược chiến tranh cục bộ đó là tạo ưu thế về binh lực và hỏa lực với chiến lược quân sự mới tìm diệt để cố giành lại thế chủ động trên chiến trường. Còn âm mưu chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh như chúng ta vừa học đó là gì? Đó là tiếp tục dùng người Việt đánh người Việt và dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Về quy mô thì chiến lược chiến tranh đặc biệt chỉ tiến hành ở miền Nam. Còn chiến lược chiến tranh cục bộ là tiến hành ở miền Nam và miền Bắc. Đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh thì nó mở rộng ra toàn Đông Dương. Có nghĩa là vừa tiến hành ở miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc và chiến tranh xâm lược Campuchia, mở rộng xâm lược Lào. Như vậy, với cái kiến thức cơ bản so sánh trong các loại hình chiến tranh này, các em cần vận dụng tốt để chúng ta làm các bài tập sau này. Như vậy, việc cô nói các em, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là một thủ đoạn nham hiểm của Nixon như vậy thì đấu tranh chống chiến lược việt nam hóa chiến tranh này diễn ra như thế nào cô mời các em đi qua phần tiếp theo phần hai nhỏ chiến đấu chống chiến lược việt nam hóa chiến tranh và đông dương hóa chiến tranh của mỹ đấu tranh chống chiến lược việt nam hóa chiến tranh và đông dương hóa chiến tranh là chúng ta vừa đánh địch trên mặt trận chính trị mặt trận quân sự và đánh địch trên bàn đàm phán chúng ta vừa đánh vừa đàm và giành những thắng lợi quan trọng giống như cái lời thơ chúc Tết của Bác Hồ đầu năm 1969. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ quốc, đánh cho ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam xuân hộp xuân nào vui hơn. Nhân dân ta đã giành những thắng lợi quan trọng như thế nào? Đầu tiên là tranh mặt trận chính trị và ngoại giao. trên mặt trận chính trị ngoại giao những thắng lợi quan trọng đó là ngày 6 tháng 6 năm 1969, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Đây là một chính phủ hợp pháp đã được 23 nước công nhận và 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Mời các em xem hình ảnh về sự thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đây là hình ảnh về đại hội thành lập chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam. Trong cái đại hội thành lập này gồm đại biểu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, của các lực lượng hòa bình, dân chủ ở Việt Nam. Đó là chính phủ đại diện cho cái quyền lực cao nhất của miền Nam. Và phía trên là lá cờ lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lá cờ này ra đời trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được lấy làm lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời. Và chủ tịch của chính phủ lâm thời đó là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã điều hành cái chính phủ này từ năm 1969 đến năm 1976. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chính phủ cách mạng lâm thời đã đại diện cho nguyện vọng ý chí của nhân dân miền Nam và đã điều hành cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi thứ hai đó là ngày 24 25 tháng 4 năm 1970, hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương đã họp và đánh nêu quyết tâm đoàn kết chống Mỹ. Đến năm 1970, khi Mỹ tiến hành xâm lược Campuchia thì hội nghị cấp cao ba nước này đã đoàn kết chống Mỹ như thế nào? Mời các em sẽ xem hình ảnh sau đây. Đây là hình ảnh về cái hội nghị cấp cao gồm những đại diện của ba nước Đông Dương như sau từ trái sang phải là Hoàng Thăng Norodom Sihanouk, Cố vấn Nguyễn Hữu Thọ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Hoàng Thăng Sufanu Vong. Các em thấy những cái siết tay thật chặt và trên cái nụ cười rạng rỡ là biểu thị của tinh thần đoàn kết và niềm lạc quan trong chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của ba nước đồng dương. Trong lúc cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở hai miền Nam Bắc đang Dành những thắng lợi quan trọng. Thì ngày 2 tháng 9 năm 1969, một tiếng buồn đối với dân tộc ta, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần. Bác ra đi để để lại một di chúc thiêng liêng cho toàn thể đồng bào dân tộc ta. Đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gặp nhiều khó khăn gian khổ, nhưng nhất định sẽ giành thắng lợi. Bắc Nam sẽ xung hộp một nhà, đế quốc Mỹ quốc khỏi nước ta đất nước sẽ độc lập, hòa bình, thống nhất. Biến đau thương thành hành động. Nhân dân ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó là Cái phong trào đấu tranh của nhân dân ở các đô thị lớn đã nổ ra liên tục. Nhất là ở các đô thị lớn như là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên diễn ra rầm rộ đã lôi cuốn đông đảo tầng lớp trẻ tham gia đồng thời cùng với phong trào này đó là phong trào chống phá bình định phá ấp chiến lược để diễn ra mạnh mẽ ở các vùng nông thôn kết quả đến năm 1971 ta đã làm chủ thêm 3.600 ấp và giải phóng thêm 3 triệu dân và vùng giải phóng ngày càng được mở rộng đó là thắng lợi trên mặt trận chính trị ngoại giao. Cùng với thắng lợi chính trị ngoại giao trên mặt trận quân sự, nhân dân ta đã giành những thắng lợi nào? Chúng ta đi qua phần trên mặt trận quân sự. Trên mặt trận quân sự thì thể hiện tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Tuy nhiên trong phần này thì giảm tải của chương trình của bộ cho nên chúng ta không học phần này. Những thắng lợi đó đã cho phép quân và dân ta tiếp tục tiến lên để giành những thắng lợi mới trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Cô mời các em đi qua phần 3 nhỏ. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Khi nói về cuộc tiến công chiến lược năm 1972, thì các em phải tìm hiểu về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc tiến công đó. Trước hết, cô nói về diễn biến của cuộc tiến công chiến lược năm 72. Nhưng mà đi qua phần diễn biến thì cô nói một chút về hoàn cảnh ra đời của cuộc tiến công này. Trong những năm 1969, 1970, 1971 thì nhân dân ta đã giành những thắng lợi quan trọng và cho phép ta có thể mở ra cuộc tiến công mới. Đồng thời, năm 1972 là năm bầu cử tổng thống ở Mỹ. Lợi dụng mâu thuẫn trong cuộc bầu cử này chúng ta bắt đầu mở cuộc tiến công. Thứ ba, do địch phán đoán sai hướng tiến công quân ta, vì vậy quân ta quyết định mở cuộc tiến công chiến lược 572. Diễn biến của cuộc tiến công này, đó là ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân ta mở cuộc tiến công lớn vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu, rồi phát triển ra khắp miền Nam. Đây là lược đồ về cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Trên lược đồ này, những mũi tên màu đỏ là hướng tiến công của quân ta. Như vậy thì quân ta đã phát triển cuộc tiến công này từ Quảng Trị phát triển mạnh ra khắp miền Nam. Kết quả cuộc tiến công như thế nào? Từ 30 tháng 3 đến tháng 6 năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch, đó là ở Quảng Trị, Tây Nguyên, và Đông Nam Bộ. Nói về cuộc tiến công này, chúng ta tiến công với cường độ mạnh, quy mô lớn. Vì vậy, chiến trường Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt nhất. Cho nên, để nói về chiến trường Quảng Trị, hiểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Quảng Trị, cô mời các em xem mùa hè đỏ lửa và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm của quân dân Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm từ 28 tháng 6 đến 14 tháng 9 năm 1972, báo chí nước ngoài đã thống kê thành cổ Quảng Trị hứng chịu khoảng 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Bất chấp sự ác liệt của bom đạn và những đợt tiến công điên cuồng của quân địch, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bảo vệ thành cổ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng. Chiến công của họ đã trở thành huyền thoại. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị mãi là khúc tráng ca trong lịch sử đấu tranh giành cuộc chiến độc lập ở đây đã diễn ra như một huyền thoại và cách đánh cũng vượt ra khỏi những quy ước thông thường. Không kể bộ binh hay công binh, thông tin, quân y đều cầm súng bắn trả địch. Cuộc chiến đấu anh hùng 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị kết thúc, ghi dấu sức mạnh kiên cường, ý chí bền bỉ, mạnh mẽ của quân và dân ta. Như vậy, qua cái đoạn video kia đó thì chúng ta thấy rằng với cuộc tiến công chiến lược năm 1972, quân dân Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng và góp phần làm nên thắng lợi cho đất nước nửa hoa độc lập, kết quả tự do ngày hôm nay. Như vậy thì ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược đó là gì? Chúng ta đi qua phần ý nghĩa. Ý nghĩa đã dán một đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam, tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Các em nhớ gạch dưới từ Mỹ hóa trở lại chiến tranh để phân biệt với phi mỹ hóa chiến tranh trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Với ý nghĩa cuộc tiến công chiến lược năm 1972 thì cái kiến thức cơ bản của tiết thứ hai đến đây là hết. Cô và các em sẽ hệ thống lại toàn bộ cái lượng kiến thức chúng ta đã học trong tiết 1 và tiết 2. Cô mời các em đi vào phần hệ thống. Để hệ thống lại toàn bộ cái kiến thức trong tiết 1 và tiết 2 thì tiết 1 là chúng ta học về cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Và trong tiết này chúng ta phải ôn lại những kiến thức hợp với cái phần mà điều chỉnh chương trình của bộ. Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam là với âm mưu và thủ đoạn như thế nào? Âm mưu đó là đây là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của mỹ được tiến hành bắn quân mỹ quân đồng minh và quân đội sài gòn âm mưu là gì là tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực để giành lại thế chủ động trên chiến trường thủ đoạn trong chiến lược chiến tranh cục bộ đó là gì đó là mỹ mở hai cuộc hành quân lớn đầu tiên là cuộc hành quân ánh sáng sao đánh vào vạn tường để mà tìm diệt Thứ hai là mở liền hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965, 1966, 1966, 1967. Để chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ, chúng ta ghi nhớ các phần sau đây. Thứ nhất, đó là chiến thắng vạn tường. Chiến thắng vạn tường đã mở đầu phong trào tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt trên khắp miền Nam. Mở ra khả năng đánh thắng hoàn toàn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Và cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 Phần này chúng ta đã ôn tập ngay từ đầu tiết học Đó là nó làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ Buộc Mỹ phải tuyên bố phi vị hóa chiến tranh Và chấp nhận đến bàn đàm phán với ta tại Paris Trong tiết học này chúng ta đã học bằng Miền Nam từ năm 1969 đến năm 1973 Nội dung của tiết học này chủ yếu chúng ta tập trung vào cuộc chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ với cái âm mưu thủ đoạn như thế nào. Âm mưu đó là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. Tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu cộng với hỏa lực không quân hậu cần của Mỹ và do Cố vấn Mỹ chỉ huy. Như vậy, âm mưu cơ bản đó là tiếp tục dùng người Việt đánh người Việt. Thủ đoạn thì thủ đoạn chính của chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa này đó là gì? Đó là quân đội Sài Gòn sử dụng như một lực lượng xung kích để mà gây chiến tranh xâm lược ở Campuchia và tiến hành mở rộng chiến tranh xâm lược ở Lào. Thứ hai, thủ đoạn nham hiểm nhất đó là thỏa thuận với Trung Quốc, hòa hoãn Liên Xô để cô lập kháng chiến nhân dân ta. Về cuộc chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ như chúng ta vừa học. Ở đây có đơn vị kiến thức mà các em cần ghi nhớ, đó là trên mặt trận chính trị ngoại giao. Trên mặt trận chính trị ngoại giao có hai có vấn đề các em ghi cần ghi, đó là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời và hội nghị cấp cao của ba nước Đông Dương. Thứ hai, đó là cuộc tiến công chiến lược năm 1972 mà chúng ta vừa học xong. Đó là dán một, một đầu nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đó là toàn bộ cái nội dung kiến thức cơ bản, nó phù hợp với chương trình giảm tải của bộ. Các em cần ghi nhớ để vận dụng và làm bài tập. Để thực hành phần này, cô mời các em đi vào làm một số câu trắc nghiệm như sau. Câu hỏi trắc nghiệm. Ở đây cô cho các em 5 câu hỏi trắc nghiệm. Thứ nhất, chiến lược chiến tranh đầu tiên thực hiện ở miền Nam và mở rộng ra miền Bắc đó là gì? Có 4 đáp án. Dựa vào 4 đáp án này thì chúng ta nhớ lại phần chúng ta đã học trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Chiến lược chiến tranh cục bộ là tiến hành ở miền Nam và mở rộng ra miền Bắc, như vậy đáp án sẽ là D. Câu hỏi thứ hai. Trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, quân đội Sài Gòn được Mỹ sử dụng như là lực lượng như thế nào? Thì trong các đáp án này, chúng ta vừa học xong và cô vừa nhắc với các em Quân đội Sài Gòn được sử dụng như một lực lượng xung kích để mở rộng xâm lược Lào và gây chiến tranh ở Campuchia. Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án đó là D. Câu hỏi thứ 3. Lực lượng chính được Mỹ sử dụng trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là gì? Đây là câu hỏi nhận biết. Như vậy thì lực lượng tham gia chính trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đó là Quân đội sài gòn có sự phối hợp của hỏa lực không quân hậu cần của mỹ cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án à câu hỏi thứ tư chiến lược việt nam hóa chiến tranh của nixon có điểm gì giống so với chiến lược chiến tranh cục bộ đây là câu hỏi vận dụng như vậy trên các đáp án này người ta nêu về mục đích chiến tranh về vai trò quân đội mỹ vai trò quân đội sài gòn và vai trò áp chiến lược. Như vậy thì chúng ta sẽ có đáp án đó là mục đích cuộc chiến tranh. Bởi vì cái giống giữa chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa với chiến lược chiến tranh cục bộ đó là về mục đích chiến tranh nhằm để mà biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới nhằm chống lại lực lượng cách mạng của nhân dân ta. Câu hỏi thứ năm Vì sao Mỹ buộc phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam? Chúng ta thấy với cuộc tiến công chiến lược năm 1972 thì Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh. Đó là cái ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Như vậy đáp án chọn sẽ là đáp án C. Phần bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mong rằng những kiến thức đó các em sẽ tiếp tục vận dụng để làm những bài tập tiếp theo và quân dân ta đã đánh thắng giặc mỹ trong các chiến lược chiến tranh đặc biệt chiến lược chiến tranh cục bộ và việc năm hóa chiến tranh nhất định thì vận dụng phần này thì hiện nay chúng ta sẽ tiếp tục đánh thắng giặc covid 19 trong thời gian sắp tới cô thân ái chào các em